Bye bye bố bố nha. Bà đi. Bà đi mai bà về á. Bye bye. Bye bye con. Bye sáng cả mọi người nha. Có bao giờ mọi người cảm nhận được ở đây á là thời gian nó trôi qua thật nhanh không? Mới lay hoay chớp mắt đó một cái á là một năm lại trôi qua rồi mọi người. Và trong vòng một năm qua có biết bao nhiêu câu chuyện, biết bao nhiêu thứ mà Sang đã quay, Sang đã kể cho mọi người nghe ở đây. Mình đã đồng hành cùng với nhau trong những rất là nhiều chuyến đi đúng không? Nào là chuyến đi về quê cùng với Nhất Quỳnh, cái đợt mà Sang bị gặp nạn đó mọi người. Và một đợt là đi biển cùng với Nhóc Dảnh với Nhóc Tâm. Xong rồi sau đó thì Sang với anh Huân á, có đi vào rừng là một chuyến đi dài để mà bắt ong. Rồi vào mùa mưa á, thì Sang với anh Huân lại tiếp tục có một chuyến hành trình đi săn tìm thủy quái ở phía trên thượng nguồn. Lây hoay đó là hết một năm trôi qua. Và hôm nay á, Sang tiếp tục sẽ làm tiếp một chuyến đi nữa mọi người. Và chuyến đi này á, Sang đặt tên nó là chuyến đi cuối cùng. Tại vì đây là video cuối cùng mà Sang lên trên bảng của anh Huân trong năm nay. Có thể là sau cái video này á, qua Tết hoặc là qua năm sau á, thì Sang mới bắt đầu lên trên bảng nữa. Thì vì chặng đường lên từ dưới Sang á, lên trên bảng thì nó rất là xa, nên đi lên đi xuống á, thì nó bất tiện mọi người. Sang phải khởi hành đi từ 10 giờ tối á, mà tới đây á, là 5 giờ sáng rồi mà vẫn chưa tới bảng đâu. Chuyến đi này á, Sang lên trên bảng thăm nhà anh Huân, chơi cùng với mấy anh em ở trên đó. Với lại phía sau lưng chiếc xe của Sang á, chở thêm một thùng mốt. Sang có mua một ít đồ ở dưới xuôi. Sau mà mang trên bảng mình sẽ làm một cái buổi tiệc, gọi là buổi tiệc cuối năm, buổi tiệc nhỏ nhỏ của mấy anh em Sang thôi. Xong rồi qua năm lại tiếp tục có những cái chuyến hành trình mới, những chuyến đi mới cho mọi người xem. Bây giờ thì mới 5 giờ sáng thôi. Sang đang vượt đèo để lên trên bảng nha mọi người. Nhưng mà mọi người xem thời tiết ở phía sau này. Mặt trời phía sau đang lên này. Nhìn nó đẹp cực kỳ luôn mọi người. Đây, đẹp lắm. Giờ thì còn đoạn đường xa mọi người, nên Sang với Minh sẽ tranh thủ chạy đi nha. Hôm nay được bữa là không có sương mù. Thường là Sang lên trên bảng ở chỗ này là sương mù ngập trời luôn á. Đi chỗ này rất lạnh. Con đường lên bảng này mọi người thì chỉ có Sang với Nhóc Minh đứng thôi. Mọi người thấy là con đường quanh co phía dưới đâu. Khung cảnh cái rừng núi nó hùng vĩ lắm. Thôi giờ thì hai anh em Sang lại tiếp tục khởi hành đi nha. Chạy đoạn đường nhựa này. Xong rồi một xíu nữa lên đèo á, là chạy đường đất đấy. Đây ha. Mình là phải mang vớ kìa kìa mọi người. Tại vì lạnh lắm. Đi từ tối mà đi nguyên đêm luôn. Hai anh em mà đi nguyên đêm luôn. Ra đây. Đây mình này. Mặt trời thì đang chuẩn bị mọc lên rồi mọi người. Xong chưa? Ngồi yên nha. Chạy xe nãy giờ, cuối cùng thì Sang với Nhóc Minh á, cũng đã lên được tới phía trên bảng của anh Huân nha mọi người. Nhà anh Huân á, thì tận tích ở phía dưới đây này. Ở đây là một cái bảng nhỏ, nó nằm ở giữa rừng luôn. Con đường đó, đây là con đường đi duy nhất để lên được phía trên bảng này. Giờ để lên nhà anh Huân thì Sang sẽ chạy xe theo đường này vòng một đoạn, vòng xuống dưới kia rồi sẽ xuống dưới đó nha. Cái bảng này thì nó bao phủ xung quanh đây là rừng mọi người, nên đường đi lên đây cũng khó khăn. Thank you.
đang vào tới nhà anh Huân này nha mọi người. Xác định là ghé nhà anh Huân chơi. Nhưng mà vào tới nhà thì anh Huân cũng không ở nhà. Gọi điện thoại thì anh Huân bảo là mấy anh em đang ở phía trong một con suối nhỏ phía trong rừng trong đây nha mọi người, để đi bắt một ít con nòng nọc suối mọi người, con nòng nọc rất là to. Nên bây giờ thì Sang với Nhóc Minh sẽ đi dọc theo đường này vào trong rừng để kiếm anh Huân nha. Sẵn tiện là đi xem mấy anh em bắt nòng nọc ở trong đó luôn. Đợt nào đi lên trên bản thì mấy anh em chủ yếu cũng đi vào rừng. Cái chỗ này thì mọi người thấy cái đường nè, nhìn đẹp ghê không? Giờ mình đi xuống rừng cùng với đi kiếm anh Huân nha. Có không anh Lan? Có không? Đi nãy giờ thì Sang cũng kiếm được mấy anh em mọi người. Anh Huân thì đang đi xúc cái con nòng nọc này. Có nhiều vậy? Nó to vậy? Đây đây, đây là cái con nòng nọc mà Lan với anh Huân đang đi xúc rồi mọi người. Cái con này là cái củ ếch xanh hay là con ếch vàng ta? Vàng. Ếch màu vàng hả? Con nhái màu vàng hả? To dữ rồi. Cái này là hết cỡ nó chưa? Chưa, còn to nữa. Còn to nữa. Đây mọi người xem con nòng nọc này, to bằng ngón tay cái của Sang luôn nha. Cái con này là con nòng nọc của cái con nhái rừng mà Sang hay bắt quay cho mọi người xem của mấy anh em đi suối á. Thì nó là cái con của nó mọi người. Cái con này thì ăn rất là ngon. Đấy. Nên nay thì anh Lăng với anh Huân đang đi xúc cái con này để mang về đem về ăn đó mọi người. Đây đây còn cũng to này. Mọi người thấy không? Nhìn nó rất là mập luôn. Nhiều quá. Giờ anh Huân thì đang làm một cái ống để bỏ vào. Mấy con cua của anh đây hết rồi. Hai con rồi. Ui, to vậy. Anh Huân vừa mới bắt được đây một con nữa mọi người. Mọi người xem con này. To không? Nhìn nó mập thù lù luôn nha. Cái con này thì gọi là một cái đặc sản ở vùng trên đây đúng không mọi người. Thì vào cái mùa mà gần Tết á, mùa lạnh nước cạn đi á, thì bắt đầu là con nhái nó đẻ trứng. Và bắt đầu nó nở ra con nòng nọc này nè mọi người. Đấy, con này thì chưa có chân đâu, nó còn to nữa mà. Cái này là món gì ngon ta? Nướng à? Nấu lẩu được không? Này nấu lẩu được không Lan? Nấu lẩu nát hết. Nấu lẩu nát hả? À? Cho vô. Giờ thì mấy anh em Sang sẽ đi đi theo anh Huân xúc cái con này nha. Được nhiều nhiều xong về ghé nhà anh Huân làm cái món gì đó ngon ngon ăn cùng với mọi người ở đây. Cái con này gọi là đặc sản đó mọi người. Cái con này thì thường nó sẽ núp ở dưới lá cây á. Em muốn bắt được nó phải dùng một cái rổ giống như anh Lăng. Sao phải cào cái lá cây vào trong cái rổ. Đây 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 đây. Chưa to lắm ha. Cỡ cỡ này thôi. Cái này mà to tối đa nó là phải hơn ngón chân cái. Ơi. To tối đa nó phải là hơn ngón chân cái nha mọi người. Còn cỡ này là chỉ là con nhỏ thôi. Đây luôn. Bỏ nước vô cho sống rồi. Đấy, con cái này. Cái này thì mấy anh em Sang chỉ lựa mấy con bự mới bắt thôi nha mọi người. Mấy con nhỏ thì thôi không bắt nha. Tại vì mấy con nhỏ nó có không mổ được ruột á. Mấy con bự thì mình sẽ mần nhớ giống như con cá luôn. Nhóc mình bắt được một con nòng nọc to mọi người. Đó, to ghê không? Có bàn tay luôn á. Cái này con này dễ bắt quá ha. Ở đây thì có thêm vợ anh Huân cùng đi xúc nòng nọc rồi mọi người. Để kiếm được con nòng nọc này thì cũng dễ thôi. Ở đây mọi người thấy có mấy cái bụi lá cây không? Giờ mình sẽ vén lá cây ra sao bắt nó bằng tay cho mọi người xem. Cái lỗ nào có thì nó sẽ ở đó nha. Mình vén lá cây thì nó sẽ bơi ra mình chụp nó thôi. Cái này không có đâu. Bây giờ sẽ ui đây 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 đây. Đây mọi người thấy không? Nó là đen 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 nhỏ nhỏ thôi nha. Đây sẽ bắt được một con nè mọi người. Nhưng mà con này nhỏ thôi. Nhỏ quá thì mình thả đi nha. Mình chỉ bắt mấy con bự. Có mọi người thấy nó bơi qua kia không? Mình chỉ cần vén lá cây ra là mình thấy nó bơi nha. Nhiều lắm mọi người ơi. Cái bụi chỗ này nhiều cực kỳ luôn. Nó không có to. Đó, vừa vừa thôi.
chị Thắng cho mượn. Đây, anh Hùng bắt phát hai con nhỏ không bự. Con này là bắt được rồi nha, cho vô ống luôn. Anh Hùng thử xúc cái đống này, anh thấy nó bơi vô nhiều lắm. Mọi người thấy cái đống nào mà nó bơi vô nhiều là mọi người xúc cái đống đó. Đó đó mọi người thấy không? Đâu? Ui, to kìa. Ôi, bự vậy, như con cá trê luôn mọi người. Ôi, hai con luôn, ba con luôn. Bốn con. Đấy mọi người xem này, mọi người thấy cái con này như con cá không? Đó, như là con cá trê luôn mọi người. Này người ta gọi là cá nhái nè. Bỏ lên mình. Mấy con? Bốn con to. Này một người ăn khoảng tầm vài con là no luôn rồi, bắt không được luôn á, trơn lắm mọi người. Khỏe lắm. Mình bắt cho anh cho mình tay, không có bắt con. Cá. Trơn thật là trơn. Ai, như cái con này là bằng ngón tay cái này. À, chưa to lắm đâu nha mọi người, tôi chưa to hết cỡ của nó đâu. To hết cỡ nó là bắt đầu mọc hai cái chân sau đây này, mới là to hết cỡ của nó. Cái này chưa mọc hai chân sau nữa mà. À, hàng kia em thấy cái dũng nó bơi vô nhiều quá mà. Đó. Đây nè. Đây. Như con này là ăn mới đã đâu mọi người. Ở đây sẽ phát hiện có một con nòng nọc rất là to mọi người. Giờ thì sẽ bắt nó cho mọi người xem nè. Đây mọi người thấy không? Đây này. Đó, nó nhanh lắm nha. Đấy. Rồi được rồi mọi người. Nói chung là cái con này nhanh nhưng mà cũng dễ bắt mọi người. Thấy đấy. Đây. À, mọi người xem cái con nòng nọc chỗ này này. To. À, bằng cả ngón tay cái của Sang rồi nha mọi người. Đây này. Đấy. Bự hơn cả mấy ngón tay sao luôn. Cái con này là cái con nòng nọc của cái con nhái rừng nha. Cái này mình đi bắt ở trong rừng á, thì chỉ có những cái suối xa thì mình mới ăn thôi mọi người. Còn những con suối gần á, thì nếu mà dính nồng, ăn chúng nòng nọc cóc á, thì sẽ không có tốt đâu. Giờ hơn nửa tiếng đồng hồ mọi người. Và đây là toàn bộ thành quả này. Cái này là của vợ anh Huân Xúc. Còn cái này là của Sang với anh Huân Xúc nè. Đó, có khoảng 10 con thôi. Trong tới đâu. Do này là Xúc phải biết quen tay mọi người, nhiều thì có nhiều thật á, nhưng mà mình không quen tay là không Xúc được. Đây là con tép nè, con tép suối nè, mọi người thấy nó to không? Đó. Chị cũng Xúc được cả lóc đó. Cua nè. Ôi có mấy con cũng to nè ha. Này. Cái này là chắc chưa to hết cỡ nữa ha. Chưa. Nó mới thôi mà nó mà to hết cỡ là nó có cả chân luôn. À chắc gấp 3-4 lần con này ha. Này là chưa đúng mùa mọi người. Có đợt nào đi khi mà vô mùa của nó, mùa nắng á, mùa ong mọi người, mấy anh em sang đi xúc cái con to cho mọi người xem. Cái này thì đợt nào làm cái nồi lẩu con cá này. Cái này là chưa có chân. Có chân là phải gấp 3-4 lần như vậy, bằng cầm tay, bằng nửa cầm tay mọi người. À, bao nhiêu nòng nọc này cũng đủ ăn rồi mọi người. Giờ thì mình sẽ đi về nhà anh Huân nha. Anh em Sang cũng về tới nhà anh Huân rồi nha mọi người. Hôm nay thì đi vào rừng anh Huân xúc được ở đây một ít con nòng nọc. Cái này thì có lẽ là để nấu ống mọi người. Anh Huân định là nướng mà không có nòng nọc to nên không nướng được á. Nên có lẽ là cái này mấy anh em Sang sẽ cái này thì mấy anh em Sang sẽ bỏ vô ống tre hoặc là bỏ vô nồi đó mình nấu nha. Cái này thì là một món đặc sản nữa, lâu lâu cái mùa nắng thì mới có thôi. Đây, con nòng nọc, mọi người thấy con nòng nọc to không? Cái con này thì nó sạch lắm nha. Với lại là Sang đợt này lên trên Huân á, có mang theo một ít đồ đó. Ở đây thì có mấy con cá. Con cá mà Sang mua đây. Con cá này người ta gọi là con cá tắc kè đó mọi người. Cái này thì mấy anh em Sang có lẽ là tẩm ướp gia vị, mần sạch sẽ, xong rồi mang đi nướng nè. Cái này là lần đầu tiên Sang mua ăn thử. Không biết là cái vị nó như thế nào. Đây thì là buổi tiệc tất niên nhà anh Huân nên sẽ nấu nhiều món một chút. Ở đây thì Sang có đem lên thêm mấy con sam nữa mọi người, con sam biển. Nhìn cái con này thì giống như là con quái vật vậy mọi người. Cái con này sống rất là dài luôn nha. Sang mua nó từ mấy ngày trước, đem lên trên bảng, chở một đoạn đường rất là dài mà lên tới đây nó vẫn còn sống đó mọi người thấy không? Đây mặc dù là không bỏ nước gì hết cả. Đó, nhưng mà nó vẫn còn ngoe ngoải đây này. Giờ thì cái này thì có lẽ là mấy anh em Sang sẽ nướng luôn. Mọi người xem cái con sam đây nè. Mọi người thấy cái chân nó giống như là mấy cái kéo không? Cái con này sống rất là dai nha. Đấy, lên tới đây, lên tới trên bảng mà vẫn còn sống nè, vẫn còn khỏe lắm mọi người.
Cái này mình sang mới đầu bỏ nước ngọt nó cũng sống luôn, bỏ nước mặn nó cũng sống luôn. Nó ghê ha. Đây thì được 6 con, cái này thì mấy anh em không biết làm món gì, chắc là đặt lên nướng xong rồi chét một ít mỡ hành lên phía trên thôi. Làm món đơn giản. Con này sao cứ cụp cụp. Sống hết 6 con luôn mọi người. Còn phía bên đây là con cá cá kè này. Cái con này thì nó giống như con cá lau kiến của mình vậy đó. À, cái phần vỏ phía ngoài của nó rất là cứng như cá lau kiến luôn. Nhưng mà không biết là thịt một hồi là sẽ nhiều hay không. Người ta nói là cá này chỉ nướng ăn mới ngon hoặc là luộc mọi người. Nên thôi bên em sang chưa ăn luộc bao giờ nên thôi sẽ nướng nha. Cái gan nó bị bở đó nha. À, còn đây là cái con nòng nọc mọi người. Bây giờ thì anh Lăng sẽ bắt đầu làm mần đó nha. Mần nó cũng giống như mần cá đó, mình cắt mình bỏ cái phần ruột nó đi. Tại vì cái con nòng nọc này cái ruột nó ăn rất là đắng đó mọi người. Cái con này thì nhìn hơi ghê một chút nhưng thật ra cái con này rất ngon nha. Ăn nó thì giống như là ăn cá thôi. Giờ thì mình với anh Lăng sẽ mần cái con này. Nó bỏ hết cả phần ruột nó luôn. Chỉ lấy cái phần thịt nó thôi. Tính ra cái ruột nó nhiều quá ha. Cái con này toàn là ruột thôi. Đặt ruột phía trong luôn mà. Đây, khi mà mần xong thì nó còn một tí xíu đây thôi mọi người. Đấy. Như một con cá nhỏ thôi mà. Ở dưới đây thì nhóc Minh đang đốt một cái đống lửa mọi người. Để một hồi mấy anh em xài sẽ nướng con sam với lại con cá tắc kè. Còn bên đây thì anh Huân vừa mới sắc xong một ít trâu. Với lại một ít con cá lăng nè mọi người. Cái này là cá lăng đá mà... À, đợt trước mấy anh em sang đi bắt được á, xong rồi để trong tủ lạnh á. Có đợt nào làm bữa tiệc á, thì sẽ mang ra để nấu. Đợt này thì làm bữa tất niên nên đem cái khúc thịt cá lăng ra này để bồi làm hai cái món này là nhúng mẻ nha. Còn phía trong đây á, thì anh Lăng đang nấu cái con nòng nọc. Anh Huân với anh Lăng thì đang nướng con sam phía trên đây nha mọi người. Còn sang á ra đây để nói chuyện với tất cả mọi người đây một xíu. Thì đợt này sang lên trên bản anh Huân á, tại vì có 3 việc quan trọng như thế này. Đầu tiên á, là hôm nay là những ngày cuối cùng của năm 2022 rồi. Gia đình anh Huân thì có tổ chức một cái buổi tiệc tất niên nhỏ. Nên mời mấy anh em lên trên nhà anh Huân để mà ăn cái buổi tiệc tất niên của mấy anh em. Và lại thứ hai á, là sang định sẽ làm một cái chuyến đi. Mà mấy anh em sang sẽ mua một ít đồ ăn đi vào trong rừng, trong suối nào đẹp đẹp. Mình sẽ cắm trại và ăn uống ngày cuối năm ở trong đó. Và là thứ ba là một cái việc rất là quan trọng của ngày hôm nay là Sang sẽ phát lương cho mấy anh em vì một năm vừa rồi đã đồng hành cùng Sang trong những cái chuyến đi rất là dài mọi người. Những người mà đồng hành cùng Sang để quay ra những cái video cho mọi người xem á thì gồm có mấy đứa nhóc dảnh, nhóc văn này kia và những người anh ở trên bảng gồm có anh Bảo, anh Lăng, anh Huân, anh Nghĩa này kia, có 4 người anh ở phía trên đây đã đồng hành cùng Sang trong suốt những năm qua. Và nhiều người hỏi Sang là mấy anh đi như vậy thì sẽ trả lương như thế nào. Thật ra thì nói thì người lớn so với con nít thì nó sẽ không giống nhau. Đầu tiên là những anh ở trên đây thì đi sẽ cực hơn nhiều so với mấy đứa nhỏ mọi người. Nói chung là ai cũng cống hiến cho những cái video của Sang nó được gọi là hay nhất. Nhưng mà đi rừng cùng với mấy anh thì mới cảm nhận được những cái khu rừng xa nó cực đến mức nào. Nên trong những năm qua thì tất nhiên là ai đi cùng Sang, đồng hành cùng với Sang thì cũng có một cái mức thù lao thích đáng với công sức của họ bỏ ra. Nhưng mà mọi người biết không, là cái bản của anh Huân á, là một cái bản rất là xa, rất là xa với nhà Sang. Nên mỗi lần đi lên trên bản của anh Huân đi quay video á, thì nó rất là khó khăn mọi người. Thường á, thì trong vòng 1 năm á, thì Sang sẽ lên đây được một vài chuyến dài. Giống như mùa ong á, thì Sang sẽ lên đây... Nếu mà 30 ngày thì Sang sẽ lên đây ở hết 30 ngày luôn. Hoặc là mùa cá thì Sang sẽ ở khoảng tầm 20-30 ngày gì đó trên đây để làm những cái chuyến đi dài ở trên đây. Nhưng mà sau những cái mùa ong hoặc mùa cá đó thì gần như là Sang không có lên mọi người. Gần như là 3-4 tháng gì đó là Sang không có lên trên bảng luôn. Nên cái việc tính tiền lương của mấy anh ở trên đây á, thì mấy anh em có bàn nhau á, là đi ngày nào thì Sang sẽ tính tiền ngày đó và trả cho mấy anh. Tại vì mấy anh cũng còn cái công việc ở trên đây nữa mọi người. Như vậy á, thì nó sẽ hợp lý hơn. Tại vì không phải lúc nào Sang cũng lên được trên đây. Nên cái đợt vừa rồi á, thì Sang cũng đã gửi hết tiền lương cho mấy em rồi. Còn đợt này á, Sang lên đây nói là trả tiền lương cuối năm cho mấy em thì cũng không đúng mọi người. Mà phải gọi là thưởng Tết
cho mấy anh em vì trong vòng một tháng vừa qua, một năm vừa qua đã đồng hành cùng Sang nguyên cả một năm ha. Trong vòng một năm vừa rồi á, mấy anh em Sang ở trên bảng này á đã đồng hành cùng nhau trong rất là nhiều chuyến đi, và có những chuyến đi á nó rất là chông gai và cũng như rất là nguy hiểm mọi người. Nên Sang cũng cố gắng là cuối năm, là ngày này cuối năm này, Sang cũng có gom được một ít tiền để mà làm một cái một ít tiền để mà thưởng Tết cho mấy anh em vì trong một năm vừa qua đã đồng hành cùng Sang. Thì trong một năm vừa rồi á, mấy anh cũng đã vất vả rất là nhiều rồi, nên Sang thì cũng có tính toán được cố gắng là để dành ra một ít. Ở đây thì được 60 triệu thì Sang chia ra làm 4, thì mỗi anh thì Sang sẽ gửi là khoảng 15 triệu nha mọi người. Trong đó thì cũng có một vài ngày lương nữa nha. Cộng vồn với nhau thì thưởng cho mấy anh mỗi người 15 triệu vì trong một năm vừa rồi đã cống hiến cùng mình Sang. Đây là toàn bộ cái số tiền 60 triệu nha mọi người. Bây giờ thì có lẽ là Sang sẽ chia ra cái số tiền này ra thành 4 phần cho mọi người. Sẽ gửi cho anh mỗi người 15 triệu. Tiền thì Sang vừa mới chia ra 4 phần bằng nhau nha mọi người. Mỗi phần này là 15 triệu. Giờ thì đợi cho anh Huân nấu nướng đồ ăn xong, mình sẽ lên nhà anh Huân và phát cái số tiền này cho mấy anh em để tạo sự bất ngờ nha. Cái này thì Sang không có nói trước đâu, chỉ là khi nào tới thì Sang sẽ phát luôn, để xem là cái mấy anh em sẽ phản ứng như thế nào thôi. Giờ thì lên đợi phụ anh Huân nấu ăn nha mọi người. Thì anh Huân cũng đã chuẩn bị xong hết đồ ăn rồi nha mọi người. Hôm nay thì may mắn là có đầy đủ hết tất cả mấy anh em ở trên đây. Thì hôm nay thì có vài món. Nguyên năm vừa rồi mấy anh em đồng hành cùng với em thì gửi cho anh Lăng. Anh Bảo cầm đi trời ơi. Thôi. Cầm. Gửi cho rồi, anh Nghĩa luôn. Em cũng có. Có chứ. Đi cũng có. Thôi thì hôm nay thì quay một cái video cùng với mấy anh em ở trên đây. Bây giờ thì có lẽ đặt điện thoại xuống ăn một buổi tiệc cùng với gia đình anh Huân. 1, 2, 3, dừng. Một niềm vui trọn vẹn đúng không mọi người? Cứ cho đi, hy vọng rằng một ngày nào đó sẽ được nhận lại. Clip của Sang ngày hôm nay thì cũng khá dài rồi, nên có lẽ là Sang sẽ tạm dừng clip tại đây nha. Hôm nay làm cái buổi tiệc này, đầu tiên là cảm ơn mấy anh vì trong suốt một năm vừa qua đã đồng hành cùng với Sang trong những cái video rất là vất vả mọi người. Hy vọng là bước sang một năm mới nữa thì mấy anh em Sang lại có nhiều chuyến đi hơn, cũng như là những cái nhiều thử thách hơn và nhiều video hơn gửi cho tất cả mọi người ở đây. Còn bây giờ thì chào biệt tất cả mọi người trong phần này nha. Ngày mai Sang với anh Huân sẽ đi mua một con heo, xong rồi mấy anh em Sang sẽ mang xuống suối cắm trại chơi một bữa phía dưới đó, rồi Sang chuẩn bị về dưới nhà để đón Tết dưới đó nha. Chào biệt tất cả mọi người nha. Bye.